Hello, xin chào các bạn, bà con, cô bác, anh chị em khỏe không? Hôm nay Jimmy chia sẻ cùng các bạn, bà con, cô bác làm mắm chưng. Mắm chưng mà dưới 10 phút là có ăn. Ngon, thơm, nhanh, lẹ. Mắm chưng, ngon, thơm, nhanh, lẹ. Chưng bằng cái lò microwave luôn nha. Các bạn không có microwave áp chảo cũng được. Hoặc là chưng trong làm kiểu Jimmy mà chưng khoảng chừng 10 phút là ăn được rồi. Nha. Thứ nhất nguyên liệu nè, có sả, tỏi, gừng, hành. Nay mình xài thịt heo nha, với mắm mình chưng mắm, muốn ai thích mắm gì có mắm gì xài mắm đó, mắm cá sặc, cá rô hay là mắm ruốc hay là ở đây ở nhà tự làm. Nhưng mà cái mình làm nhanh nhất các bạn biết làm sao không? Hành tím, tỏi, ớt ấy với sả này nè, mình bỏ vô chảo mình áp cho nó vàng hết, chín hết trước, nó chín nha, nó chín lên để mắm vô luôn, gia vị vô luôn, chín vô luôn, vàng lên thơm, ok. Rồi xong rồi đó mình mới để em cầm mình anh coi, Dạ. xong rồi rồi mới mới nó chín, cái này đã chín rồi nha. Cái lý do mà nhanh lẹ là như gì? Trứng này là mình chỉ để quết trứng để vô trộn trứng vô trong chung, phải không? Là mình để lên cái lò hấp này nè, 5 phút là ăn được. Còn không thôi là mình cứ hấp bình thường qua 10 phút trứng ấy là ăn được rồi, tại vì thịt đã chín hết rồi, thịt mắm đồ chín hết rồi. Đó, cái lý do nhanh là vậy đó. Đó, bây giờ mình để thịt vô. Thịt trong đó gồm có tỏi, tiêu, ớt, ai muốn thơm nữa chút xíu lá chanh vô, thơm lắm. Ủa đổ đổ Còn đổ. còn ai đã biết làm ăn ngon, muốn ăn thơm ngon nữa đó thì cứ các bạn cứ thử kiểu Jimmy đi, cho các bạn coi cái video nãy giờ đang nói chuyện phải không, là Jimmy nói nhiêu, 5 phút phải không? Đó, trứng quậy lên cho đều, cái này trứng hơi nhiều rồi nhưng mà Jimmy thích ăn trứng. Từ đó, tại cái mắm nhà xài đó, quát lên, ok đó, cho nó vừa. Để mấy miếng ớt vào vô, tại không có để trên mặt thôi. Không có để hành không? Có hành phi, tiêu, tỏi, về vàng để tiêu đây hết rồi. Để hành sống. Không, được rồi. Đây. Ai thích kiểu nào? Cái này là chỉ yếu là Jimmy chia sẻ nhanh lẹ. Nãy Jimmy nói nhiều 5 phút phải không? Thôi 6 phút đi. Cầm đi, em sợ cái nồi. 6 phút đây các bạn, ngồi đây coi chơi. Mấy phút? Gớt đó nha. Gớt đó. Có gì đây? Em mới gớt đó. Cầm đi, gớt xuống luôn. Vậy là trong vòng 10 phút là có mắm ăn thơm ngon. Hành nè, sả băm nè, gừng nè, tỏi nè. Mình phi lên cho nó vàng rồi để thịt vô xào chung. Nè. Cho nó chín thật. Xong rồi cái mình mới để trứng vô đây, để trứng vô cái để nồi mình hấp. Có nồi trong hấp, lò hấp á, thì 10 phút là chín rồi. Còn không thôi cái này là cái nồi hấp microwave. Nha, cái này là khoảng chừng 5 phút là chủ yếu là chín, chín là chín được rồi, là ngon rồi, ăn hết sảy luôn, hết sảy bà bảy. Cái này mình chia sẻ cách các bạn làm mắm ăn thơm ngon nhanh lẹ nha. Cái này kiểu riêng biệt của mình đó, mình chế ra đó, mình làm ra mình thấy nhanh lẹ ngon, mình chia sẻ cùng các bạn. Chứ thường thường làm mắm ăn cầu kỳ dữ lắm, thấy không? Nhưng mà kiểu của Jimmy là tỏi gừng hành phi đồ này kia nọ, sả đồ băm đồ mình xào lên cho vàng để thịt vô xào, xào thịt cho nó chín đồ ngon lành đồ này kia nọ ha. Xong mới trứng để vô xào là mình hấp xào thôi, tại trứng nó mau chín lắm.
Nãy giờ Jimmy mấy phút rồi ta? Nãy bấm 6 phút phải không? Mà bây giờ được mấy phút rồi? Trời ơi, mới có 2 phút à, lâu dữ vậy. Xong cái ai muốn xài mắm gì, mắm có mắm gì xài mắm đó. Mắm ba rọi, mắm lóc, mắm gì bầm vô để vô rồi thịt đó. Không thì nhiều người thích thịt ba rọi. Còn nãy đi qua kia mua thịt không có thịt ba rọi. Rồi. Nãy mà bấm 6 phút phải không? Cho nó gần 3 phút đi. Thầy trứng mau chín lắm, thịt nó chín rồi. Cái gì cũng chín này. Cho nó 3 phút đi. 3 phút với lại nãy giờ là cái clip này, cái video này luôn nữa là hoàn thành rồi luôn, là chỉ có không tới 10 phút. Ây da. Làm mà quay nhiều nó biết ực ực các bạn ơi, đói bụng quá. Sáng giờ mới có ăn ngon lành. Ủa rồi, ok, gần đây. Em ơi, ra đây em. Đó, thấy chưa các bạn. Úi giời ơi, nóng quá, cầm. Em này giờ mình lấy ra coi. Nóng đó. Để nó lấy ra theo. Thấy mấy cái đầu bả. Ôi da. Quá nóng rồi, thấy không các bạn, 3 phút. Trời ơi, quá ngọt rồi. Thấy các bạn, thơm ngon không? Thấy vẫn đẹp như thường thấy không? Bây giờ ăn thử nè, trong này chín rồi thấy không? Ui, chưa chín các bạn ơi, ở ngoài thôi. Ăn thử miếng rồi, đói quá, ở ngoài chín đây nè. Nó rung hết trơn rồi. Tại thịt nó chín rồi, chỉ cần chín đấy là chín ngon. Ngon quá em ơi, kiếm bà 70 nè. Rồi chúc các bạn thành công nha, rất là ngon. Các bạn thấy không, đẹp không? Trong vòng 10 phút là xong rồi. Ok. Xung quanh này chín hết trơn thấy không? Chứ ngát luôn. Vô đây nè. Quá ngon. Ngon nữa. Sách sảy bà bảy luôn các bạn ơi. Chúc các bạn làm thành công nha. Cái này nhanh lẹ. Bye bye.